Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành kết luận số 91 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 năm 2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Mục 6, kết luận số 91 của Bộ Chính trị nêu, phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo định mức quy định, nghiên cứu cơ chế chính sách điều động, luân chuyển giáo viên giữa các địa phương để giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng giáo dục cho các vùng khó khăn. Đổi mới quản lý nhà nước đối với nhà giáo một cách đồng bộ, gắn với quản lý chuyên môn và chất lượng. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách phát hiện, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài làm việc trong ngành giáo dục. Thực hiện chủ trương, lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng. Kết luận nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục và đào tạo, đảm bảo ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước như nghị quyết số 29 đã đề ra. Đồng thời, kịp thời điều chỉnh tăng mức chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo phù hợp với tăng trưởng của nền kinh tế, nhà nước đảm bảo kinh phí cho giáo dục bắt buộc, giáo dục phổ cập, miễn học phí cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi và thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm trong lĩnh vực giáo dục, ưu tiên đầu tư cho giáo dục, đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo. Tập trung đầu tư hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, thúc đẩy xã hội học tập và học tập suốt đời, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 29 NQTU ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì vững chắc từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Giáo dục phổ thông chuyển hướng tích cực từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn ngày càng nâng cao. Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua học tập, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm thực hiện. Giáo dục nghề nghiệp đã phát triển mạnh về số lượng và chú trọng nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động. Giáo dục đại học tiếp tục đổi mới gắn với tăng cường tự chủ đã tạo ra động lực mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học. Số lượng chương trình đào tạo được kiểm định và công bố khoa học quốc tế tăng mạnh. Một số cơ sở giáo dục đại học và nhóm ngành đào tạo được xếp hạng cao trong khu vực và thế giới. Phương pháp dạy học và công tác thi kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục được đổi mới theo hướng hiện đại, ngày càng thực chất hiệu quả hơn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản được chuẩn hóa, từng bước đảm bảo số lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo. Kết thúc năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn tồn tại ở hầu hết các địa phương, như là giáo viên dạy các môn học như tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật. Việc này chậm được khắc phục, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học. Cụ thể, cả nước còn thiếu 113.491 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông, cơ cấu đội ngũ nhà giáo còn mất cân đối giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế xã hội khác nhau. Chỉ tiêu phân bổ giáo viên cho các địa phương đa số thấp hơn so với nhu cầu thực tế, tỷ lệ giáo viên lớp ở các cấp học đều thấp hơn định mức quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nguyên nhân chủ yếu, theo Bộ Giáo dục Đào tạo, là do sức hút vào ngành còn hạn chế, tình trạng giáo viên nghỉ việc vẫn còn cao, nguồn tuyển giáo viên một số môn học đặc thù còn thiếu.
Bên cạnh đó, việc tuyển dụng của các địa phương còn chậm, hiện còn khoảng 72.000 biên chế được giao chưa tuyển dụng. Số lớp học tăng do số lượng học sinh tăng dẫn đến nhu cầu giáo viên tăng, công tác quy hoạch dự báo nhu cầu giáo viên từ cấp chiến lược đến các địa phương chưa sát, không theo kịp thực tế biến động dân số, dịch chuyển lao động giữa các vùng miền với số lượng lớn và không có quy luật. Nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, bất cập trong tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng và Chính phủ lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về việc cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học. Phải có đủ sách giáo khoa đến tay học sinh trước năm học mới 2024-2025 là yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo được nhắc lại khi sắp tới ngày khai trường. Theo Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Tiến Thanh, tính đến ngày 14 tháng 8, đơn vị này đã hoàn thành in và nhập kho sách giáo khoa các lớp đạt 96,7% kế hoạch in, tương ứng 168 triệu bản. Hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang cung ứng sách giáo khoa tới các địa phương theo số lượng đặt hàng đạt 96,1% kế hoạch phát hành, tương ứng 168,4 triệu bản. Phụ huynh có thể mua sách tại hệ thống cửa hàng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị thành viên, các công ty sách thiết bị trường học địa phương, danh sách các cửa hàng trong hệ thống đã được thông tin trên website Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ www.nhasuatbangiaoduc.vn. Phụ huynh và học sinh cần thông tin về địa chỉ mua sách giáo khoa có thể gọi đến đường dây nóng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được hỗ trợ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Đơn vị này cũng khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, gồm phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa, video giới thiệu sách giáo khoa. Tất cả các tài liệu, dữ liệu nêu trên được đăng tải miễn phí trên website tập huấn nhasuatbangiaoduc.vn để cán bộ, quản lý, giáo viên có thể chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về sách giáo khoa các môn học. Về sách giáo khoa phục vụ năm học 2024-2025, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, tiết giảm chi phí để giảm giá sách giáo khoa, hỗ trợ người tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện kiến nghị tại Nghị quyết số 686 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 6, 7, 8, lớp 10 và lớp 11 phục vụ năm học 2024-2025. Theo đó, giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa áp dụng từ năm học 2024-2025 được điều chỉnh giảm so với các năm trước. Cụ thể là giá bìa bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Đối với sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12, xuất bản năm đầu tiên, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng và hoàn thành kê khai giá theo cơ cấu giá đã giảm ở các lớp tái bản. Để đảm bảo chính xác rõ ràng, không gây nhầm lẫn, thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, bảo vệ quyền lợi cho học sinh và người tiêu dùng, bảng giá mới sách giáo khoa đã được niêm yết đầy đủ công khai tại các điểm bán sách giáo khoa trên toàn quốc, trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Phía Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cho hay, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng trăm nghìn bản sách giáo khoa giả sản phẩm của đơn vị này tại một số tỉnh thành như Đồng Nai, Sóc Trăng, Tây Ninh, Đà Nẵng, Hậu Giang. Vì vậy, để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, giáo viên, phụ huynh và học sinh nên tìm mua sách tại các hệ thống phân phối chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các công ty sách thiết bị trường học địa phương, không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường.